Các bác có tài chính lanh quanh 5 đồng, muốn tìm một con xe 7 chỗ số tự động đời cao, form dáng đẹp, option công nghệ nhiều thì lấy con này đi cho em này. Hôm nay em vừa về thân được một em Toyota Rush trang bị động cơ 1.5 số tự động nhá. Em này là đời 2020, một chủ tử mới, màu đen, nội thất đen. Bên em đang chào bán là 535 triệu còn thương lượng, còn lộc lá cho anh em mình. Đó, chất lượng xe bên em đều cam kết bằng văn bản cho các bác luôn, không đâm xô tai nạn ngập nước nhá. Cột kèo keo chỉ, máy số nguyên zin. Đấy, khung răng động cơ các thứ bên em đều cam kết bằng văn bản hết cho anh em mình. Được chưa ạ? Đầu tiên em sẽ đi tổng thành form dạng một vòng. Sau đó thì em sẽ đi chi tiết từng bộ phận để các bác nhà mình ngắm cho nó rõ hơn. Đây, anh em ngắm xem cái form dáng em rút này, nó quá đẹp anh chị nhá. Những cái đường gân nổi bên ngoài đây, thiết kế đây, cực kỳ đẹp luôn. Đó, khớp nối rất khít với nhau này. Đấy, được chưa ạ? Những cái chất liệu nhựa này anh em ngắm xem đi, rất mới luôn anh chị nhá. Đấy, nó đẹp như thế này cơ mà. Và phần đuôi xe đây, anh em ngắm xem quả đuôi xe này, đèn hậu của em nó này. Trang bị cho anh em mình là đèn led rồi nhá. Đấy, có đèn led này, trong vắt luôn, không màu và đục đâu. Đó, hai bên như một anh chị ạ. Phía sau thì có cả cái gạt mưa kính sau này, đèn phanh trang bị bên trên nóc xe rồi. Được chưa? Bên dưới đây có cảnh báo điểm mù va chạm sớm phía sau xe nhá. Có cam lùi cho anh em mình. Để em sẽ quay luôn cho bác nhà mình xem phần gầm bệ này. Cực đẹp anh chị ạ. Đấy, gầm bệ con này chạy cực kỳ là chắc chắn rồi. Nó kiểu như là nó cùng phân khúc với thằng Innova đấy. Nhưng mà thằng này thì nó rẻ hơn giá Innova một chút. Đây, anh em ngắm xem cái nội thất của em nó này, đẹp không ạ? Đấy, cái hàng ghế thứ ba chị nhá. Nếu mà anh em nhà mình mà đi gia đình 4 người 5 người thì cũng giống như một cái mẫu xe MVB khác thôi. Thì các bác có thể là gập xem cái hàng ghế thứ ba xuống. Đấy, được chưa? Anh em có hẳn một không gian chở hàng cực kỳ rộng rãi phía sau. Và phía sau đây nó có hai chỗ để cộng cho anh em mình này. Đó, chất liệu nhựa rất mới luôn anh chị nhá. Ở phía sau có thêm một cái cổng tẩu 12V ở phía sau đây. Đấy, để cho anh em nhà mình có thể là cắm tẩu ở đây là vừa sạc pin các thứ này, hoặc là bơm hơi các thứ đầy đủ hết ở phía sau. Ok chưa? Tiếp tục này. Anh em nhà mình có thể ngắm xem quả ốc bản lề đít cốp đây. Không có một vết vân mở anh chị nhá. Hai bên như một luôn. Keo chỉ zin 100% này. Đấy, được chưa? Kể cả ở đây anh em có thể ngắm xem từng cái hàng đinh đây. Có đẹp không ạ? Rất là tròn trịa anh chị nhá. Đấy, không gò nắn gò hàn một tí nào đâu. Đó, sang bên đây anh em nhà mình ngắm xem cũng thế này. Nó đẹp như thế này cơ mà. Ok chị anh em. Đó, kể cả ở đây anh em thì ngắm xem quả đèn hậu đây. Đó, các viền đèn này rất đẹp luôn. Gioăng cao su đây. Zin 100% anh chị nhá. Đấy, nó đẹp như thế này cơ mà. Ok chứ các bác. Kể cả ở đây anh em nhà mình có thể ngắm xem này. Những cái chất liệu nhựa này rất mới luôn. Đấy, hầu như là những cái chiếc xe mà nó thiết kế thêm những cái phần nhựa đen như này thì đa số là nó sẽ bạc màu. Nhưng mà đây anh em nhà mình ngắm xem này, có đẹp không ạ? Đấy, tiếp tục di chuyển sang cái hàng ghế thứ hai đây. Em sẽ quay luôn cho anh em mình xem cái hàng ghế thứ hai nhá. Cực đẹp luôn anh chị nhá. Đây anh em nhà mình ngắm xem này, quá là rộng rãi rồi. Ok chưa ạ? Những cái vị trí này cũng như là những cái bộ phận nhỏ nhất này rất đẹp luôn. Đó, chốt khóa sáng choang nhá. Ok chưa? Ghế da cực đẹp này. Đấy, nội thất cực kỳ là sạch sẽ rồi. Trần nỉ nguyên bản ra xe này. Phía sau trang bị cho anh em mình là 4 cửa gió, à 3 cửa gió điều hòa phía sau rồi. Có điều chỉnh nhiệt độ gió này, riêng biệt này. Ok chưa ạ? Đấy, lanh quanh năm xong anh em nhà mình không đi xe này đi xe nào. Đó, tiếp theo sang bên đây đây. Anh em ngắm xem keo chỉ cánh cửa đây. Zin tuyệt đối anh chị nhá. Đấy, gioăng cao su này, đẹp chưa ạ? 100% là nguyên bản này. Ốc không có một vết vân mở luôn, ốc cánh cửa đây. Đinh tán zin hết đây. Đẹp cho anh em. Tiếp theo em sẽ quay luôn cho các bác nhà mình xem cái hàng ghế lái đây. Đầu tiên là ghế tài này, anh em nhà mình ngắm xem quả ghế tài này có đẹp không ạ? Mà ghế này cực kỳ đẹp luôn anh chị nhá. Đấy, nó có hơi rách một chút thôi, nhưng mà nó không đáng kể anh chị ạ. Bởi vì nói chung là cái xe cũ thì thực sự anh em nhà mình là để mà tìm một con xe nó đẹp tuyệt đối thì rất là khó. Đấy, có cái là tìm một con xe nó không lỗi thôi, và để anh chị em nhà mình là đi cho nó an tâm. Đấy, tiếp theo thì ở đây thì các bác có thể ngắm kỹ cho em về phần nội thất đây, về mặt táp lô này không một vết xước anh chị nhá. Đấy, táp lô hai màu cho anh em mình, vân sần cực nét luôn. Đấy, bác chủ thì đã độ cho các bác nhà mình cái màn hình lớn này, có cam lùi, cam hành trình, điều hòa auto. Đấy, rét run luôn, nói chung là điều hòa con này cực kỳ là rét rồi. Tiếp tục ở đây thì anh em thành ngắm cho em từ củ số này, phanh tay này, rất là mới đúng không ạ? Đấy, chân nỉ nguyên bản nhá. Phía trước thì có thêm 4 cửa gió điều hòa phía trước này. Đấy, ngoài ra thì ở đây anh em thành ngắm cho em về phần vô lăng đi. Vô lăng đẹp không ạ? Tích hợp bàn phím cho anh em mình, phím còi cực nét luôn, logo sáng choang nhá. Đấy, ok cho anh em. Ở đây thì các bác có thể ngắm xem này, có chống trơn trung tâm điện tử này, đèn pha auto, đồng hồ to rõ hiển thị rõ nét rồi. Tích hợp thêm một cái màn hình LCD nhỏ,
hiển thị đầy đủ thông số kỹ thuật trên đấy. Đấy, ok chưa? Tiếp tục, bên cạnh em đây thì các bác thể ngắm kỹ xem này. Tam ly cửa bên lái đây, cực đẹp anh chị nhá. Có gương kính chỉnh điện cục điện rồi. Lẫy mở cửa sáng choang này. Keo chỉ cánh cửa bên lái zin tuyệt đối luôn. Anh chị mang đi check test kiểm tra bên bao thoải mái nhá. Đấy, sang bên đây thì anh em có thể ngắm xem cái ốc bản lề cửa phía sau đây. Bản lề trên, bản lề dưới này, chốt khóa này, tem mác zin tuyệt đối này. Ok anh chị. Đấy, lanh quanh nhô 5 đồng thôi các bác nhá. Đó, riêng xe bên em thì cam kết bằng văn bản cho anh em mình luôn. Đấy, không đâm xô tai nạn ngập nước, cột kèo keo chỉ máy súng nguyên zin. Ok chưa? Và nếu mà anh chị em nhà mình mà đang có nhu cầu quan tâm muốn xem xe thực tế thì mời các bác nhà mình về trực tiếp cửa hàng bên em. Xe lướt 34 thì có địa chỉ là lô số 9 đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Tân Nam Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương anh chị nhé. Và có số hotline là 0969 625 825. Anh em nhà mình liên hệ vào số hotline gặp bác Việt để được tư vấn trực tiếp và chốt giá cho anh em mình. Đấy, tiếp theo về phần ngoại thất đây thì đầu tiên ở đây đã có xi nhan báo sẽ tích hợp trên gương rồi, tay nắm cửa một chạm anh chị nhé. Đấy, giá để đồ không dập không vỡ không gãy này. Và em sẽ quay cho anh em mình xem cái mức tiêu thụ nhiên liệu luôn. Đường kết hợp lanh quanh 6-7 lít/100 cây này. Trong đô thị 8 lít nhá, ngoài đô thị chưa đến 6 lít luôn. Đấy, ăn xăng như người anh chị ạ. Tiếp theo về phần la răng đây. La răng em này thì đã trang bị cho anh em mình là la răng phay dạng đa chấu rồi. Có phanh ABS số 1 cứng an toàn này. Dàn lốp mới tinh luôn, còn nguyên gai nhá. Đấy, các vân cực dày này. Ok anh chị. Đấy, tiếp theo về phần đầu xe này, các bác nhà mình ngắm xem quả đầu xe đây. Nó thiết kế quá đẹp luôn chị ạ. Nói chung là form em rút này thì không ai chơi được rồi. Đấy, các bác ngắm xem từ về phần đèn pha đây. Đèn pha em này trang bị cho anh em mình là đèn pha full LED này. Có LED định vị ban ngày. Bên dưới có đèn gầm là đèn halogen sáng đỏ. Ok chưa ạ? Logo mặt cảng lăng mạ ốp chrome sáng bóng rồi. Không dập không vỡ không gãy anh chị nhá. Sơn xi bên ngoài rất mới luôn. Đấy, nói chung là em này thì anh chị mua về là sẵn đi thôi. Ở đây thì các bác phải ngắm kỹ cho em này. Những cái đường gân nổ này, cực nét này, khớp nối rất là khít với nhau này. Ok anh chị. Đấy, độ đẹp như này cơ mà. Lanh quanh nhô 5 đồng một chút thôi. Đấy. Bây giờ thì em sẽ mở lắp capo, em quay cho anh em nhà mình xem cái phần đầu xe cũng như về phần động cơ anh chị nhá. Đây rồi. Các bác nhà mình đợi em một chút nhá. Em sẽ mở cho anh em nhà mình xem. Đây, đầu tiên ở đây thì các bác phải ngắm kỹ cho em về phần đầu xe đây. Ốc capo này. Có được không ạ? Ốc bản lề bên trong đây. Đấy, nó đẹp như thế này cơ mà. Đấy, ốc tai này, zin 100% anh chị nhá. Zin 100% luôn. Đó, răng đầu sắt xi này, có đẹp không ạ? Đấy, không có một tí nào mà bị gò nắn, gò hàn lại đâu. Đó, kể cả ụ lái này. Anh em nhà mình ngắm xem ụ lái này, keo chỉ zin hết này. Zin từng con đinh tán luôn. Đem mác zin 100%. Đấy, tiếp theo sang bên phụ đây. Anh em có thể ngắm qua xem về phần bên phụ này. Ốc cabo này, keo chỉ zin tuyệt đối nhá. Đấy. Được chưa? Đây, răng đầu các thứ đây, ốc tai đây. Có đẹp như này cơ mà. Đấy, tiếp theo này. Anh em nhà mình ngắm xem quả máy đi ạ. Ốc 7 màu này, rất sáng anh chị nhá. Không có một vết vân mở luôn, ốc màu dàn cò đây. Đây, mủ dàn cò đây. Có đẹp chưa ạ? Đấy, máy khô đét rồi, không gì dầu gì mỡ đâu. Nói chung là đời này thì anh chị em nhà mình mà mua xe đời này thì quá là an tâm rồi. Đấy, được chưa? Máy khô đét luôn anh chị nhá. Đấy, đây, sang bên đây này anh em nhà mình ngắm xem này. Lanh quanh nhô 5 đồng thôi. Bác nào mà quan tâm em rút này thì cứ vào hồ sơ gọi cho bên em để bên em tư vấn báo giá và chốt giá luôn cho anh em mình. Được chưa? Và bác nào mà xem video của em mà chưa đăng ký kênh này, chưa follow kênh thì tranh thủ cho em một đăng ký, một follow để không bỏ lỡ những cái video review giới thiệu chi tiết một kinh nghiệm các xe mới về, cũng như là các livestream thông báo giá hàng ngày. Đấy, và bây giờ em xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác nhà mình trong các video review giới thiệu những mẫu xe mới về lần sau. Đấy, cảm ơn tất cả các bác nhà mình đã quan tâm và theo dõi ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.